biết năm đâu mà em qua nhà chị Hoàng Hải em coi em thấy bình thường á chị Hải ơi. Ủa hả? Ờ Bin nó mưa hả? Em thấy mạng của chị Hải rất là tốt luôn á. Muốn này gì hết. Cảm ơn em yêu của chị. Tôi còn nhiều quá. Ghê, yeah, bà Hoài Thương bữa nay sao bà hả sung dữ rồi. Ờ, hôm nay vui với lại nét thôi ấy. Tôi nghèo quá nên tôi vui được. Bà lên tinh thần. Nói lần này bà nhảy. Bà lên tinh thần đó. Thế em đúng không? Thầy tình nghèo quá, bây giờ mà ráng vui cho nó có bụng chứ sao đi. Cho nhạc dây cuối đi ạ. Ok, để liền. Má ơi, dây cuối rồi mà ơi. Má xong rồi. Để dây cuối liền. Má xong rồi. Lên dây cuối liền. Ai mà kêu ốp kìa. Chưa mà. Nhà người ta ốp dây cuối kìa. Mỹ ơi, Mỹ! Gia đình mình ơi! Mọi người một tay đi! Đồ! Ai là tôi đi lên được kìa! Trời ơi! Chán ơi! Ui, chi! Đã bảo rồi! Chị đã bảo rồi! Cảm ơn chị nè! Phương. Ok. Rồi. Thua thì thôi chứ sao. Chứ giờ sao vậy? Bây giờ nhảy cái thử nghiệm Gangnam Style rất là đơn giản thôi. Gangnam Style. Đây sao đâu? Gangnam Style. Vậy nè, kiểu như đầu tiên vô là vậy nè cái giờ. À, đi, rồi. Em bảo này. Bây giờ mình chơi kèo bây giờ lát con game nè, bây giờ lát con game. Ra kèo trước đi. Đúng rồi. Cái kèo đi hả? Gãy nách với lại gãy phao câu theo nhạc. Cái gì? Trời ơi. Từ từ cái gì? Chơi, tôi đâu có sợ. Tôi không sợ. Trời chơi không? Gãy cái gì không nghe. Gãy nách. Thua là thua không nói gì hết. Nhưng kèo này chưa chắc. Gãy nách đúng không? Từ từ để em cho. Kèo này em nghi chứ chị Hải ra kèo chứ chị Hải trả kèo quá. Không dám đâu. Chị đau đầu quá trời rồi nè. Từ từ nhá. Không sợ, từ cho 2 giây suy nghĩ thôi mà. Chơi không chị? Ok, chơi. 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 Gãy phao câu. Gãy nách thôi đúng không? Gãy nách. Theo nhạc nhá. Ủa con cái là sao lại kêu phao câu nữa mà? Một tay gãy nách, một tay gãy phao câu. Cái kèo gì mà tao nói nó thơm phức. Kèo thơm. Yes, kèo thơm mọi người ơi, kèo thơm nè. Rồi tự nhiên đau đầu thế ta. Lát game. Kiểu như tình thiên rồi, kiểu như làm thôi rồi tự nhiên đau đầu á. Kèo tình thiên quá. Lắp tay cho em nha đi mình ơi. Mấy bà này ca sĩ mà bà cũng ấy lắm, bà cũng bự lắm. Chắc là kiểu là vừa đi hát vừa cầm cái tay cầm biết vừa tay gãi hai người mấy em. Ờ bên đó có người em biết mà. Nhà chị bấm tay mọi người ơi. Mọi người ơi bấm tay mọi người ơi. Tự nhiên đau đầu quá ta. Nhà mình cũng có. Nhà mình có gấp mấy lần người nhà người ta. Alo, alo. Anh phải nói là nhà người ta có đạn. Nhà người ta có đạn. Ờ tự nhiên giờ hết lát ngang luôn ha. Cảm ơn em ơi. Nhà mình không thiếu gì mọi người. Tóc tay cho em đi mình ơi. Vui vậy Phương dạ.
Mọi người bấm tay phụ em đi. 26 bông nha mình ơi. À, đức cô. Đó rồi 26 bông. Dạ nha mình ơi, giúp em 26 bông. 26 bông nha mình ơi. Cố gắng cho em 26 bông nha mình ơi. Chạy qua chạy lại. Cảm ơn Đại Hải, cảm ơn anh Bình, cảm ơn Hà Nguyên Anh, cảm ơn ND, cảm ơn chị Hoài Thu, anh Bình An, anh Phú. Nhà mình ơi, tiếp tục mỗi người một bóng nha mình ơi. 26 người khác nhau, 4 người nữa. Nhà mình ơi, còn cái quần, còn bún ghế nghe ha, bánh bao, bánh dương, bông đổ, em cảm ơn. Còn một bông nữa, một người khác nữa, ok đủ rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bóng quay nữa mới ghê. Bóng quay rồi, ngoại bóng quay rồi. Cho xin một nét nhạc nhân 2 đi ạ. Ok, lên liền. Đó, bên đó có sư tử gì, nhân 2 đi. Nhanh lên chứ. Wow. Chị ghê vậy trời. Nhà người mình đi cứ bóng quay nha. Ok. Chào mình ơi. Nghèo cho cô Leo đi học. Mọi người cho em mấy điểm giả kèo. Căng gì trời. Cảm ơn em yêu. Gia đình ơi. Ờ chú Hào ơi. Chú Hào ơi. Mọi người ơi, cho em chữ ca đi mọi người. Em ít điểm hơn mà kem sạch mà bà chuẩn bị bà gáy em á. Mọi người ơi, cho em chữ ca đi mọi người ơi. Dù gì nhà mình view cũng được ca mốt mà. Cho em một ca điểm đi mọi người. Trời ơi, cái gì mà thấp điểm nhất đây vậy trời. Nãy giờ con quay rồi chú ơi. Mỗi người cho một bông cũng được 1.001 điểm mà. Quay đi chị quay rồi chú, chị lên cho chị cái Univer mà đi ngược á em. Ông là chuyên gia đó. Em biết rằng nhà mình fan công nhân không mà đường, nhưng mà một cái bông hồng mỗi người một bông cũng có à cả nhà. Cố già đó như vậy thôi. Cố lên nha mình ơi. Phương ơi, giờ bà lên con uni. Sư tử thở oxy rồi. Trời, cái kèo này ghê quá bà ơi. Hôn mỗi người một bông nha mình ơi. 1.001 người em tin là sẽ có 1.001 cái bông, nó cũng được lên 1.000 điểm đó. Chị bước qua nha chị, ok em. Chị quay nữa hả? Chuyến hả? Nhớ rồi, chuyến này phải gãy phao câu rồi. Quay nữa hả anh? Dạ. Quay. Dạ, quay. Em ơi, quay rồi. Chị ơi, tạo dáng cho nhà em quay nữa rồi. Quay nè. Quay. Bởi cái chữ quay, cái này là mình quay cho nhà mấy má rồi, 55k rồi, mấy má còn quay cái gì nữa rồi. Đó, quay nữa chứ. Quay. Chú ơi, con quay nãy giờ chú đừng có làm con quê chú. Còn quá. Thiệt luôn á. Có cái nẹp gì mày đặt. Chú ơi. Ui, lọt rồi. Lọt nữa rồi. Cảm ơn ba. Hai mà thắng. Cảm ơn anh có đi. Trợ lý đặt lọt đồ thấy ghét không? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn gia đình mình đã nhấp tay cho em mà. Em cảm ơn anh Hoa Bình ạ. Em ơi, cảm ơn em. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh Bình. Cảm ơn mọi người đã tắt tay cho em mà. Em cảm ơn chị Kem. Trời. Chị Kem ơi, chị Kem có thể nào thiết kế cho em một cái nhạc mà. Để chị mở nhạc cho em, chị có rồi. Dạ. Cầm con cua. Vô em. Bỏ hoa rồi, từ là ngồi đúng không? Ngồi chị ơi. Đúng chị. Ơi, chị, okay. chị Kem Sạch ơi, chị cho em hỏi là gãi cái gì? Một tay nè. Gãi nắp nè, một tay. Đứng xa xa nè. Cái này nè. Xa nha. Ừ, một mình tay này, mình một tay này nè. Ủa, một tay, đã đứng mà vậy. Đúng rồi. Chị mở nhạc nhỏ thôi, chị mở nhạc nhỏ thôi nha chị Kem Sạch, nó em bị ồn quá. Nhiều okay, to quá. Nhưng mà phải gãy theo nhạc nhá. Theo nhạc chị, nha. Cho nhạc nó khét okay. Lên chị. Ok, vô. Vô. Đừng lừa là sao chứ, cho gãy đi em. Cầm con cu, cầm con cu. Cầm con cu, 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 cầ